mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Lời sám hối của cô người mẫu. Tôi xin thay mặt cô người mẫu đọc lại lời của cô. Tôi là một cô gái 20 mấy tuổi. Thời thơ ấu, hoàn cảnh gia đình bất thường đã tạo nên tính cách hư hỏng của tôi. Từ nhỏ, tôi rất ghen tị với những đứa bé được cha mẹ yêu thương, có bạn bè tốt. Mặc dù đây là những điều bình thường ai cũng có, nhưng đối với tôi lại quá xa vời, vĩnh viễn khó đạt tới. Cha mẹ tôi là người có tiền, có địa vị trong xã hội, nhưng chẳng hề quan tâm đến tôi. Từ nhỏ, tôi hay bị chỉ trích chế nhạo. Mặc dù tôi thấy mình không làm gì sai, chỉ là tôi học tập không giỏi, dù cho có cố gắng. Bản tính của tôi vốn nhu nhược. Từ lúc có trí nhớ đến nay, tôi luôn thấy mình toàn thọ nhận những đối xử bất công. Còn một việc khác nữa, do cha mẹ chẳng để ý quan tâm, nên thời thơ ấu, trong một lần đến nhà bạn chơi, tôi đã bị người cưỡng hiếp. Niềm đau này tạo thành ảnh hưởng khó xóa phai trong tôi. Càng lớn, tôi thường hay bị người quấy rối. Từ lớp 6 đến lớp 9, tôi luôn bị bạn học chế giễu hay bị người khác phái chọc ghẹo làm phiền. Lúc đó, tôi là một nữ sinh khù khờ, thực thà, tính cách nhu nhược, mặc quần áo cổ lỗ lỗi thời. Nhưng không hiểu sao vẫn luôn bị chọc ghẹo. Thế là tôi cứ hay khóc, bởi vì tôi hoàn toàn chẳng thể giải thích được. Không biết trước đây mình đã từng làm gì sai mà thế nhân đối với tôi như vậy. Tôi chỉ muốn được làm một người bình thường. Lên lớp 10 rồi thì đây thực sự là ác mộng của tôi. Hồi trước tôi có bị chế giễu chi thấy đều là chuyện nhỏ. Lên cao trung rồi, tôi biến thành đối tượng để các bạn học trút hết mọi căm phẫn. Vì vậy, tôi càng trở nên suy sụp, rụt rè, đầu óc lúc nào cũng rối bù như tổ quạ, y phục lôi thôi, mặt luôn đầy nước mắt. Thậm chí các bạn học có thể khạc nhổ trước tôi không chút kiêng dè, hơn nữa còn lớn tiếng chế nhạo, lăng nhục hết mức. Các giáo sư không những chẳng quản, còn biểu lộ vẻ rất khoái chí. Tôi không hiểu sao mình có thể chịu đựng được. Ngay cả bây giờ nhìn lại, chính tôi cũng khâm phục mình vì đã có thể sống được và vươn lên từ trong môi trường hoàn cảnh như vậy. Cuối cùng, tôi hoàn toàn tuyệt vọng và chẳng còn tin vào thiện lương hay chính nghĩa nữa. Tôi cho rằng đây là thế giới mạnh hiếp yếu. Nghĩa là dù bạn có nhường nhịn đến mấy thì người ta cũng không tha bạn. Do ơn thù hận bất mãn gần 10 năm nên tôi đã vùng lên. Kể từ đó, tôi làm gì cũng đều là lật lọng, phản bội, lừa dối. Miễn là tôi đòi lại được công bằng cho chính mình, tôi nhất định phải chiếm ưu thế. Phải mạnh hơn thiên hạ. Với tôi, thế giới này quá hắc ám. Khi tôi vào đại học thì ngôi trường này là một nơi có quan niệm không lành, rất quý chuộng tiền bạc. Phần đông người ta ngưỡng mộ hoan nghênh những cô gái có sinh hoạt hỗn loạn, thay bạn trai như thay áo. Tôi dám khẳng định rằng rất ít có nữ sinh còn trong trắng. Kế trường tôi là một dãy khách sạn quán trọ, hãy đến chủ nhật hay ngày nghỉ là trong đó đông nghịt. Thậm chí rất nhiều sinh viên của các trường đại học nổi tiếng cũng mò đến đây vui chơi. Cạnh trường chúng tôi còn có rất nhiều trường đại học khác nữa. Từ đây tôi bắt đầu lột xác, biến thành một người khác hẳn. Tôi luôn ăn mặc theo mốt, không ngừng thay đổi thời trang lẫn bạn trai. Tôi tuyệt chẳng ưa hay yêu thương gì bọn chúng. Thậm chí có nhiều gã tôi vừa nhìn là phát ói. Thật ra tôi chỉ lợi dụng họ để trả thù đời thôi. Tôi muốn tất cả nam nhân phải cung phụng tôi. Dù ở trong trường,
tôi vẫn lo củng cố địa vị mình cho vững mạnh. Tôi luôn nghĩ, dù sao mình sớm đã chẳng sạch sẽ rồi, thì việc tiến thân bằng nhan sắc có lẽ là con đường của tôi. Tôi bắt đầu lên mặt, tự kiêu vì mình xinh đẹp và chấp nhận lời mời chụp quảng cáo cho các công ty người mẫu. Do tôi là người mẫu, là mỹ nữ, nên có biết bao nhiêu anh chàng vây quanh. Nhưng tôi toàn gạt họ để lấy tiền, hoặc biến họ thành cái cung cấp những thứ tôi cần. Do vậy mà tôi rất kiêu ngạo. Hơn nữa, tôi còn gạt tiền người nhà, vì tôi và các bạn học ở ký túc xá giao thiệp không tốt, nên tôi muốn ra ngoài thuê phòng. Tôi đã lấy lý do học tốt để gạt tiền gia đình gần cả vạn. Dù tôi lừa tiền người nhà, nhưng lòng không hề hổ thẹn ấy đấy, còn cho rằng tại họ chẳng quan tâm lo cho tôi nên mới bị báo ứng như vậy. Mặc dù đám bạn trong ký túc xá tính tình rất dữ, nhưng ai bảo tôi ưa gây cãi với họ làm chi? Nếu như tôi sớm nhận thức sống phải biết giao tế khéo léo, ôn hòa, thì có lẽ không đến nỗi cãi gây ầm ĩ với bạn. Trong thời gian này, tôi quen một thanh niên cực kỳ tử tế. Đối với tôi, anh rất hy sinh, tốt bụng. Mặc dù ở trường tôi đã có nhiều bạn trai cung phụng, nhưng tôi vẫn giao lưu thêm để lừa tiền của anh ta. Tôi luôn nêu đủ lý do để moi tiền của anh. Nào là cần tiền ăn, tiền mua sắm y phục. Tôi luôn than thở, làm ra vẻ mình túng bấn, đen xót xa mà chi tiền cho tôi, trong khi tôi cũng có tiền được nhiều người cung cấp, nhưng tôi vẫn moi thêm của anh. Tôi làm như vậy chỉ là để thủ thân, dự phòng cho lúc túng thiếu. Như thế anh đã tiêu tốn cho tôi gần cả vạn. Anh hoàn toàn không biết rõ về tôi. Rất nhiều việc tôi đều giấu anh. Nhưng cuối cùng tôi không chịu nổi lương tâm quở phạt, nên tôi thú nhận với anh một phần sự thật. Tôi nói rằng vì muốn lợi dụng anh nên em mới theo bên anh. Nhưng không ngờ anh là một người hiền lành thật thà. Anh đã cho em biết thế nào là sự ấm áp của tình yêu. Vì vậy em không muốn tiếp tục lừa dối anh nữa. Khi tôi cư xử thành thật, đem mọi việc thú nhận với anh rồi, thì kết quả là anh dứt tình và triệt để lìa xa tôi. Lúc tôi quyết định sáng mai đi chụp ảnh quảng cáo đồi y cho một công ty, thì tối đó tôi nằm mơ thấy mình đến địa ngục. Đây là một nơi âm u đáng sợ, có lửa cháy khắp nơi, chỗ chỗ người ta đều rên rỉ kêu gào. Chẳng biết là ai đã dẫn đường mà tôi cứ thế đi mãi, tham quan vòng quanh địa ngục, trong lòng cảm thấy bị áp lực và sợ hãi vô cùng. Mặc dù sau khi thức dậy trong lòng tôi không an, nhưng tôi không cưỡng nổi lực hấp dẫn của danh vọng và tiền bạc, nên đã nhận lời đi chụp quảng cáo. Nhưng thực ra công ty đó là chỗ treo đầu dê bán thịt chó. Tới rồi mới biết chẳng phải là chụp nội y như họ đề nghị, mà là chụp ảnh khỏa thân. Trải qua một thời gian tôi mới rõ, không những chỉ chụp ảnh khỏa thân mà có một số nhà làm phim xét nắm được chỗ hỏng của pháp luật, thừa cơ tiến hành giao dịch tình dục. Ban đầu tôi không đồng ý chụp ảnh quá mức, nhưng sao tôi có thể cao tay, giàu kinh nghiệm hơn đám giám đốc đó được chứ? Trong đây luôn có quy luật ngầm, nghĩa là muốn tiến thân nổi bật thì phải lên giường. Mới đầu bọn họ thường ra vẻ mình là công ty chính quy, rồi từng bước dụ dỗ các cô gái sa vào đọa lạc, mãi cho đến khi các cô trở thành công cụ kiếm tiền của họ. Giám đốc hứa hẹn mỗi tháng tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Giờ đây nghĩ lại, tôi rất hối hận vì ham kiếm tiền mà tôi đã hủy cả đời mình. Tôi đã từng tự an ủi,
Rắc kiếm được mớ tiền rồi sẽ mở tiệm sinh sống, sau đó không làm nghề này nữa. Tôi phát hiện rất nhiều người hành nghề giống tôi đều nghĩ như vậy, nhưng các cô vĩnh viễn chẳng toại nguyện như họ mong muốn. Tôi chuyển đổi rất nhiều công ty, nhưng luôn phát hiện người ta không đáng tin. Thậm chí có một số công ty luôn xài quy luật ngầm. Tất nhiên tôi phải ngủ với nhiều người, nhiều lần, mang danh là mỹ nữ nổi tiếng, nhưng sống toàn làm nhân tình tạm. Trong trường tôi có rất nhiều cô gái làm tình nhân của các ông có vợ. Mọi người tương đối nể họ, nên tôi cũng sống như vậy. Khi ra đời sống và làm việc, gặp nhiều giả dối gạt lường, tôi mới nhận ra mình đã sai, do tôi đã không làm gì tốt, nên mới gặp toàn những cha nội điếu giả, xỏ lá, bịp bợm. Ngày xưa tôi bị chìm trong thù hận và chỉ có biết kiếm tiền, nên từng bước tiến thân của tôi đều là đi đến vực thẳm. Tôi đã khiến hạnh phúc tối hậu của đời mình bị hủy trong tay tôi. Bây giờ khi đã sa cơ tuột dốc, tôi biết không một nam nhân nào có thể ngó đến một kẻ như tôi. Tôi đã không được mẹ yêu, không bạn bè thân thiết, cũng từng có người yêu tôi rất chân thành, nhưng tôi đã hủy hoại tất cả. Tôi lo là nếu như những phim quảng cáo gợi dục, những tấm hình sex tôi chụp bị phát tán, gây tai tiếng, thì sẽ không được trọng dụng nữa. Như vậy thì tương lai của tôi xem như bị hủy hết, mất cả vận may lẫn bản thân. Nhưng có hối hận thì chẳng ích gì. Trước đây tôi tưởng chụp hình như vậy là được người nể, không bị ăn hiếp. Nhưng đâu biết làm vậy là mình đang bỏ gốc theo ngọn, đánh đổi cả cuộc đời để có được chút hào quang ngắn ngủi phù du trong mấy năm mà thôi. Sau này tôi liên tiếp mơ thấy những giấc mộng liên quan đến địa ngục, đều là trong thời gian tôi chụp hình quảng cáo, phát hành phim ảnh sex, có đi làm và đối mặt với danh trường bất hảo rồi tôi mới khám phá ra, được làm một người tốt, sống an phận thủ thường là hạnh phúc thư thái nhất. Vì tâm luôn thoải mái, không sợ cuộc sống túng quẫn, không sợ thiếu thốn. Từ lúc làm phim, chụp hình khỏa thân, quảng cáo sex và làm nhiều việc xấu đến nay, tôi không có một ngày nào được an vui, không có một ngày nào được ngủ ngon. Tâm lúc nào cũng nặng nề như bị đá đè, có lúc còn thấy lòng bị cắt xé, đau đớn, thống khổ, hoảng loạn, bất an. Tim luôn hồi hộp, kinh sợ, đêm chẳng thể chợp mắt. Như tôi hiện tại đây, tinh thần luôn bị áp lực lớn, dù kiếm được nhiều tiền thì cũng tiêu xài hết, bởi đồng tiền không sạch sẽ đến nhanh thì đi cũng nhanh. Tôi vì mê kiếm tiền, ham danh mà đã lầm lạc hủy hoại cả đời mình. Có lẽ sẽ có người nói, làm siêu mẫu cũng có cô kiếm biết bao nhiêu tiền, số đỏ, nhiều hạnh phúc. Thế thì tôi xin nói thật với bạn, cái nghề này phải hy sinh rất nhiều cô gái mỹ miều rồi mới xuất ra được một cô người mẫu có số đỏ. Hơn nữa cô người mẫu này cũng hồng vận không được lâu. Có lẽ sẽ có nhiều cô tự cho rằng mình rất xinh đẹp, có thể làm người mẫu nổi danh, sung sướng đủ điều. Thế thì tôi sẽ giải thích cho bạn hiểu. Tôi đã từng gặp nhiều người mẫu đẹp hơn minh tinh, tôi cũng quen rất nhiều người bạn tốt nghiệp điện ảnh, nhưng vì sao số họ không hồng? Bọn họ không phải là chẳng biết nắm bắt thời cơ, cũng chẳng vụng về giao tế quan hệ, cũng chẳng kém học lực hay khí chất chi. Có rất nhiều người xinh như tiên nữ hạ phàm, nhưng bất kể, họ tận dụng hết tâm lực cơ hội, bao gồm học biểu diễn, nghệ thuật. Rất nhiều sinh viên mê ngành này, nhưng đã vào làng giải trí rồi, bất kể họ làm gì, thấy điều không hồng phận. Bạn có biết vì sao không? Không phải vận khí xấu, mà là do số mệnh. Bạn à, những minh tinh nổi tiếng, có tiếng tăm thế lực, bất kể họ làm gì thì cái số cũng đỏ. Cho dù họ có quay, có chụp, có diễn phim sex hay là tình dục, thì số mệnh cũng vẫn hồng.
nhưng đó là do đời trước họ từng tích đức, nên đời này mới đạt được cơ may hưởng nhiều phúc lành như vậy. Hoàn toàn không phải là do có nhan sắc xinh đẹp là đủ đâu. Bạn đừng có ỷ vào nhan sắc và dốc hết sức lực đầu tư vào đó, rồi tưởng là có thể một bước lên bay. Rất nhiều vực thẳm cạm bẫy đang chờ mà bạn không lường trước được. Nhưng mà những ngôi sao nổi tiếng có số đỏ này rồi cũng sẽ tự hủy hoại mình thôi, nếu như họ chấp nhận chụp hình sex hay diễn phim tình dục dâm uế. Một khi làm vậy thì chính họ đã tự hủy hoại tất cả phúc báo của mình. Cũng có thể khẳng định rằng, nếu như họ không chụp sex, không diễn những phim khiêu dâm, không phóng túng tình dục, thì số họ sẽ còn rất hồng, danh trường bền lâu. Vì vậy, tôi xin khuyên các giai nhân mỹ nữ, những ai ưa làm người mẫu, diễn viên, các vị ngàn vạn lần không nên bước vào vòng sex, chụp hình khỏa thân hay đóng những phim ảnh khiêu dâm, và nhất nhất là đừng phóng túng tình dục. Ngàn vạn lần không nên tự ý mình xinh đẹp. Nếu như bạn đang lên mà cứ làm như vậy thì cũng không đảm bảo là bạn có thể lành lặn để tháo lui đâu. Cho dù bạn chỉ hát ca khúc gợi tình, chụp ảnh sex thì cũng bị tính là đi vào con đường kéo mọi người trầm mê trong u tối. Sau khi chết, bạn sẽ phải xuống địa ngục thọ khổ, đền tội không biết bao nhiêu năm. Vì tôi từng mộng thấy cảnh địa ngục nên hiểu rất rõ điều này. Còn nữa, cho dù bạn đẹp đến mấy, nhưng nghề nào cũng liên quan đến chụp, diễn, khỏa thân, quảng cáo hay ca vũ ở các quán nhằm khơi gợi dục tình, vân vân, thì bạn đừng bao giờ làm. Dục vọng con người thường không kềm chế được. Ngay lúc bạn muốn xuất thân, muốn vươn lên bằng con đường chụp phim ảnh sex gợi dục này, thì một hoàn cảnh hiểm ác đọa lạc khác rất có thể đang chực chờ sẵn, khiến bạn vô phương thoát ra, vô phương cứu vãn. Nếu bạn không chịu ý, không đáp ứng theo yêu cầu của đối tác, thì bạn vĩnh viễn không có cơ hội để ngoi lên tiến thân. Thế thì chi bằng vừa mới bắt đầu, bạn hãy ngưng, đừng thèm làm. Còn nữa, tôi xin khuyên các bạn mơ làm người mẫu, ngàn vạn lần không nên lên mạng tùy tiện tìm công ty hay nhận đi chụp quảng cáo nội y hay ảnh sex, ảnh nước. Đừng tin lời những người hứa hẹn sẽ cho bạn đăng quang, nổi danh, kiếm nhiều tiền. Nếu bạn đồng ý, sẽ có những luật ngầm khiến cho bạn phải lên giường với người, nhưng rồi việc cũng không tốt hơn đâu. Đừng bao giờ tin rằng mọi sự đều dễ thành như ý bạn mong muốn. Có lẽ sẽ có nhiều người bảo, vì tôi thuộc diện người mẫu hạng hai nên mới không có cơ hội thăng tiến cao. Thế bạn có biết rành những uẩn khúc và hoạn nạn đoạn trường trong ngành này không? Tôi từng là người mẫu nổi tiếng, thường trình diễn thời trang và có rất nhiều cơ hội để cho ra album và phát hành các bộ ảnh tuyệt vời. Nhưng đây là con đường danh vọng đầy nước mắt mà bạn không thấu rõ. Ở Trung Quốc hiện có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp điện ảnh, nhưng thấy đều rất khó tìm việc. Họ phải bôn ba chạy vậy rất lâu, phải nhờ cậy rất nhiều mối quan hệ, thậm chí phải ngủ với rất nhiều đạo diễn. Đương nhiên cũng có rất nhiều thành phần dù xuất thân từ bùn mà không nhiễm ô. Không phải tôi nói các ngành nghệ thuật biểu diễn thấy điều xấu hết, nhưng đa số các bạn ấy thường được chia cho vai diễn lặng lẽ vô danh. Bạn à, nếu bạn không có phúc báo, không có bối cảnh quan hệ tốt mà muốn đua tranh cùng người để được bước vào trường danh lợi hắc ám này, thì chính là bạn đang hủy hoại tất cả trong tay, tự chôn vùi hạnh phúc mình. Vì cho dù bạn có bối cảnh quan hệ tốt, hiện đang là minh tinh số đỏ đang lên, thì sao hả? Bạn có thể đỏ mãi chăng? Bạn già rồi vẫn có người chạy theo à? Bạn chụp ảnh diễn xét thì chẳng xuống địa ngục ư? Trước khi chưa ra phim ảnh gợi dục này, chí ít thì bạn vẫn có thể nhờ vào cố gắng của bản thân mà sống tốt, không nhất định phải kiếm tiền bằng việc thực hiện phim ảnh băng đĩa đồi trụ. Bởi vì tội lỗi
ảnh hưởng của băng đĩa bất lương này gây ra sẽ do bạn tự gánh. Chưa kể bạn phải sa vào vòng xoáy hỗn loạn. Đã có báo đăng các cô người mẫu xinh đẹp ra nước ngoài bị ép bán dâm, hút ma túy. Bạn lên mạng xem sẽ rõ hết. Tôi biết rất rõ các công ty người mẫu cơ bản là đều có cho người mẫu bán dâm. Đương nhiên trước đó họ không nói ra, chỉ biểu hiện vẻ bề ngoài là cho trình diễn nét đẹp thân thể hoặc body nghệ thuật, vân vân. Nhưng thực tế nội bộ sẽ có rất nhiều người mẫu bị ngầm chụp một số phim ảnh set. Khi album hình này xuất ra được ưa thích thì người chụp sẽ còn tung lên mạng để giao lưu với những đầu nậu có nhu cầu. Trung Quốc không có luật bảo vệ việc tư riêng cá nhân. Một khi ảnh nảy lửa của mình được tung lên mạng, bạn sẽ không biết là ai phát tán. Bạn không hề biết rõ là Trung Quốc có rất nhiều trang web khiêu dâm đều thành hình từ đây. Còn nữa, nếu các giám đốc khác lén đem hình bạn bán cho các trang web khiêu dâm, bạn nghĩ bọn họ sẽ trình cho bạn biết ư? Vậy đó, bạn vì muốn kiếm tiền nhiều, không ngờ tự khiến mình xuống địa ngục. Bởi vì khi nào phim ảnh khiêu dâm của bạn biến mất trong thế giới này thì bạn mới có thể thoát ra từ địa ngục. Thế thì có nghĩa là phải đợi đến ngày thế giới hủy diệt, hình này được tiêu mất rồi thì bạn mới có thể ra khỏi địa ngục ư? Kiếm tiền như vậy liệu có đáng không? Có lẽ sẽ có nhiều người nghe kể sẽ không tin và cảm thấy tôi rất đáng thương. Nhưng trong lúc tôi hồi tưởng tỉ mỉ những hành vi trước đây mình đã từng làm rồi thì tôi hiểu tất cả đều là báo ứng. Tôi lớn lên trong tủi nhục, bị người thân ghẻ lạnh, bị bạn bè cô lập, bị ăn hiếp khinh rẻ, là vì tôi đã từng gieo nhân này. Để tôi kể cho bạn nghe. Tôi từng là người mẫu nổi danh, có quyền, có tiền trong tay, tự ý vào nhan sắc, mặc tình làm khổ người, đùa cợt với tình. Bởi vì tôi gạt lừa tình cảm biết bao nhiêu người đàn ông, khiến cho họ phải khóc hận đau khổ, thậm chí có người hóa điên vì tôi. Tôi chọn thăng tiến bằng nhan sắc, do đó đã phóng túng tình dục với nhiều nam nhân. Hậu quả là bây giờ dung mạo của tôi xuống cấp, già mau, xấu xí. Do tôi tà dâm quá độ, làm thương hại đến tinh thần, nguyên lực bản thân. Bây giờ người của tôi gầy ốm, dơ xương giống như que củi, đến nỗi đi một đoạn cầu thang là đã thở không ra hơi. Trí nhớ cũng rất tệ, không thể học hay làm gì thêm được nữa. Hồi xưa da dẻ của tôi tươi nhuận căng hồng, bây giờ thì tôi trở nên nhăn nheo. Bạn bè nhìn thấy đều bảo trông tôi già còn hơn mấy bà cô. Muốn khóc. Da tôi giờ hay nứt nẻ chảy máu, rửa tay bước đi đều thấy đau. Mùa đông tôi rửa tay bằng nước lạnh là muốn khóc. Cảm giác đau không ngừng, giống như dao cắt. Hiện giờ tuy đã thoa kem chống nứt nẻ nhưng vẫn cứ nhăn nheo. Tôi nghĩ là do tinh thần nguyên lực của tôi bị tổn quá trầm trọng. Tôi sống được đến giờ phải nói là kỳ tích. Còn nữa, bởi vì tôi phóng túng tình dục với nhiều nam nhân khiến tử cung bị xói mòn. Bác sĩ từng cảnh báo tôi phải đi khám ung bú tử cung. Tôi cũng thường cảm thấy bụng dưới khó chịu. Có lần khi vừa uống thuốc ngừa thai xong, tôi có cảm giác đau như dao cắt, đau suốt cả đêm khiến tôi khóc mãi. Do tôi quan hệ nam nữ bừa bãi hỗn loạn, có lần bị một số nam sinh dù gặp bắt cóc tôi đến nơi hẻo lánh luân phiên hãm hiếp, dù tôi không có đắc tội với họ. Khi đã trải nếm qua đau khổ cực cùng, không còn gì trong tay, tôi luôn hỏi trời, hỏi Phật, Bồ Tát, rất muốn biết rõ tiền nhân hậu quả của mình. Có lẽ nhờ tôi thành tâm nguyện cầu, cuối năm 2012, tôi mơ thấy một giấc mộng tiền kiếp. Tôi là một thanh niên đang đứng cùng một bà, giống như là chủ nhân mình dưới một tòa lầu. Bà chủ đang cầm sổ tính tiền, chúng tôi cùng đi thu nợ. Xem bộ dạng tôi có vẻ là một kẻ thông minh, quỷ quyệt, tranh ma, giỏi việc. Tôi cư xử rất được lòng chủ, khéo làm bà vui. Tôi luôn sẵn sàng nói những câu khiến cho bà khoái nghe, dù đó là những lời tổn người để thu lợi cho mình.
Tôi thấy bên trong căn phòng tồi tàn nhớt nhát, vọng ra tiếng rên rỉ căm hờn của một cô gái. Tao dù chết cũng không tha cho chúng bay. U ám, câu nói chứa đầy oán hờn căm thù. Âm thanh giống như các vong hồn ở tận vực sâu đã lâu rồi chưa được ngoi lên, khiến cái từng trải cứng đầu như tôi vừa nghe đến cũng phải kinh tâm, tán tởm. Oán khí này giống như có hình tướng, mang đầy hắc khí u ám, xuyên thấu phủ trùm cả không gian và thoát ra mối hận xung thiên. Nhân lúc đó, tôi vì muốn nịnh bợ bà chủ nên tỏ ra cay nghiệt. Hách Dịch nói với cô gái bằng một giọng rất đáng sợ: ai bảo mày không trả nợ? Đại khái là cô gái này chưa thanh toán tiền thuê phòng chi đó, cho nên tôi và bà chủ đã đến đòi và trừng phạt bằng cách nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn cảnh cô ta bị hiếp dâm tập thể. Tôi còn thản nhiên buông lời độc địa mỉa mai. Thức dậy rồi, oán khí lạnh lẽo của cô gái đó như vẫn bao phủ quanh tôi, tiếng thảm thiết đầy căm thù như vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Tôi đột nhiên hiểu ra vì sao hồi nhỏ mình bị cưỡng hiếp, sau này còn bị hiếp tập thể, rồi càng vì đó mà đọa lạc phong trần. Lâu nay tôi đoán rằng đời trước chắc chắn mình đã gây ra tội lỗi chi đó nên mới chiêu lấy vận mệnh bi thảm như đời nay. Nhưng tôi hoàn toàn chẳng dám tin rằng đời trước mình có thể cưỡng hiếp phụ nữ. Bởi vì tôi cho dù có nham hiểm, gian trá, lòng dạ lan sói đi nữa, nhưng cũng không đến nỗi làm ra những việc như thế kia. Nếu như thời ấu thơ tôi không bị cưỡng dâm, thì có lẽ cuộc đời này của tôi chắc đã sống bình thường như bao nhiêu con người khác. Có thể tôi đã không tự cam đọa lạc, tạo ra những tội địa ngục. Thế là tôi phỏng đoán, biết đâu chừng đời trước tôi là chủ chứa ma cô, từng hại rất nhiều phụ nữ, cho nên đời này phải nếm qua mùi vị bị cưỡng hiếp, cuộc sống gặp lắm nhục nhằn. Nhưng giấc mộng tôi vừa nằm thấy, có lẽ là nhờ tôi không ngừng sám hối, hỏi trời xanh, hỏi chư Bồ Tát. Sau đó tôi đột nhiên hiểu rõ ra, tất cả nỗi khổ nhục đời này là do đời trước tôi thản nhiên khoanh tay đứng nhìn cô gái nọ bị làm nhục, còn buông lời cay độc mỉa mai nhạo báng. Rõ ràng là tôi có thể cứu cô ta, nhưng tôi lại không làm. Tôi chẳng những không cứu nạn dân mà còn xum xoe nịnh bợ bà chủ, nói toàn những lời cay nghiệt ích kỷ, hòng kiếm lợi về cho mình. Vì vậy mà đời này khi tôi bị cưỡng hiếp rồi, có mách với người thân thì gặp cảnh họ dửng dưng thản nhiên, không hề nói một câu tỏ chút lòng thương xót, ngược lại còn trách tôi: tự đẹp bình tự đưa đầu tới đó làm chi. Cho dù tôi biết song thân chắc chắn chẳng thể khóc lóc xót thương như những bậc cha mẹ bình thường, nhưng những câu họ nói, những cư xử ghẻ lạnh của thâm tình khiến tôi thấy tê tái vạn bội. Tôi luôn tự hỏi, rốt cuộc cô gái đời trước đã làm gì để báo thù tôi? Tôi cũng từng cư xử xấu, cũng hùa với đám đông để a chua, cười nhạo những bạn bè bị cô lập. Và tôi cũng thấm thía khi nếm báo ứng bị người chung quanh chế giễu cô lập, khinh khi bài xích. Tôi từng cười nhạo bội phản bạn bè do sợ những bạn bị cô lập làm liên lụy mình, nên tôi cũng hứa với đám đông hất bạn ra, thậm chí còn nói xấu bạn nữa. Thời đại học tôi ưa mỉa mai người, còn vẽ tranh trào phúng khiêu dâm liên hoàn để chăm giải trí. Mà những gì tôi vẽ trong tranh, thực tế nạn nhân không hề có làm như vậy. Toàn là họ bị tôi hại, bị đặt ra. Tôi hay tặng cho người những biệt danh khó nghe và còn làm thơ trào phúng chế giễu người, luôn muốn khoe mình thông minh, dí dỏm, có tài. Cho nên quả báo là tôi quen toàn những bạn dối trá không thật lòng, luôn bị người phản bội. Hồi nhỏ tôi sát sinh rất nhiều, chuyên hành hạ các loài vật nhỏ khiến chúng tàn tật, còn cho rằng làm như vậy chẳng ăn nhầm chi hết. Mặc dù có một số côn trùng là do người nhà sai tôi giết, nhưng chung quy vẫn là tôi thực hiện. Vậy tôi trốn sao cho thoát báo ứng nhân quả này đây?
tôi rất ưa ăn cá thịt, hải sản tươi sống, khó thể ăn chay. Do vô tri thiếu hiểu biết nên tôi phạm rất nhiều tội. Loài vật chết vì tay tôi không đếm được, nợ oan trái đầy, tôi không biết làm sao mà trả hết. Có lẽ do nghiệp lực chiêu cảm, hoặc do ác nghiệp đời trước của bản thân tôi khó sửa. Thuở ngu si vì không biết Phật Pháp nên tôi đã tạo tội ác mù trời. Do vậy mà tôi thường mộng thấy vô số côn trùng, cũng mộng thấy mình biến thành những con vật mà tôi từng giết ăn hầm nấu. Những ác mộng này nếu không khủng bố ám ảnh đến độ tôi kinh tâm khiếp đảm thì ắt tôi chẳng thể nhớ rõ hết như vậy đâu. Tôi đem cuộc đời mình kể ra cho quý vị nghe để chứng minh rằng sống phóng túng, tà dục, làm ác vân vân là từ hủy hoại tất cả những gì tốt đẹp của mình, khiến việc việc chẳng thuận lợi, vận khí tồi tệ, quan hệ giao tế không tốt, gặp toàn bạn bất lương, gia đình không ngừng xào xáo, sự nghiệp khó thành công. Có nhiều, rất nhiều việc đều do tôi tự đọa lạc mà chiêu cảm. Bởi vì tôi gạt tiền rất nhiều nam sinh, cho nên khi tôi chụp xong album quảng cáo thì công ty lẫn khách hàng lại lừa tôi. Sau này tôi không dám bàn tới tình yêu, bởi một kẻ như tôi khó mà gặp được người tốt. Đã làm sai thì phải dám gánh hậu quả, mà hậu quả tôi phải trả chính là tôi mất hết tất cả hạnh phúc của một con người bình thường. Không một ai có thể thương tôi và sống rất khó khăn. Bởi do tôi kiếm tiền không sạch sẽ, tự đem phúc báo vốn có của mình hủy diệt hết. Cho nên chỗ chỗ tôi tìm việc đều không như ý. Bây giờ muốn được làm một người bình thường cũng khó. Hiện tại mỗi khi nhìn các bạn của tôi sống hạnh phúc, tôi chỉ có thể đứng nhìn và chảy nước mắt. Tôi không có quyền mong cầu gì cả. Tất cả đều do tôi mộng cao, tham dữ, ham quyền uy địa vị mới lầm lạc đến nỗi bị báo ứng. Giờ muốn làm một người bình thường cũng không được. Nếu như ban sơ tôi không sống tệ thì có lẽ tôi đã có được hạnh phúc bình dị. Hiện thời sức khỏe của tôi bị hủy hoại, trí nhớ cũng giảm nhiều, dung mạo biến thành xấu xí, tiền đồ là một phiến mịt mờ, lúc nào cũng sợ những việc xấu mình làm bị bại lộ. Bên cạnh tôi không có người bạn bè thật tâm, không có người thương yêu, không ai thương nổi tôi. Một kẻ sa cơ đến bước này, mất đi tất cả mọi sự tốt đẹp nhất, còn gì thảm hơn nữa. Tôi lúc nào cũng muốn kết thúc mạng sống dơ bẩn của mình. Không những mọi người, mà ngay cả chính tôi cũng khinh rẻ mình. Thử hỏi, sống mà trên thế giới này chẳng có ai thật lòng yêu bạn. Những người chung quanh khi biết rõ sự thật về bạn đều chán ghét, khinh rẻ. Thì cho dù bạn đoạt được nhiều thành công đi nữa, cuộc sống này cũng đâu còn ý nghĩa gì. Tôi nhận ra tương quan trên đời này không ngoài bốn điều: thiếu nợ, đòi nợ, đền ân, báo oán. Tôi tự biết mình tội lỗi sâu nặng, xin mượn án văn này thay cho lời sám hối, mong giảm bớt trọng tội, hy vọng được chư Phật, Bồ Tát và mọi người chúc phúc cho, khiến tôi không đọa địa ngục. Tôi đã hủy mình bằng ác nghiệp, mong mọi người hãy lấy đây làm gương, đừng sống như tôi. Bất kể việc cái gì, ngàn vạn lần bạn không nên diễn xét. Đừng bán hình ảnh, thân thể và linh hồn mình. Những khó khăn rồi cũng sẽ qua đi. Chỉ cần bạn chịu hành thiện thì có thể cải đổi số mệnh. Bây giờ, mặc dù mỗi tháng tôi thu nhập chỉ có vài trăm, thậm chí còn phải nhờ vào vay mượn đồ Nhật, nhưng nội tâm của tôi an tĩnh, tươi vui, chẳng còn bị lương tâm quở trách. Nếu bạn hỏi tôi hiện giờ còn thấy gì khó chịu thì chính là những việc xấu ngày xưa tôi từng làm. Tất cả đều in sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi chẳng thể ngẩng đầu lên làm người. Hy vọng quý vị xem bài viết về tôi xong sẽ tỉnh ngộ, sống lành. Người sám hối.
问三摩地娑诃